Hai thi thể ở khu trọ cháy sát bệnh viện Nhi Trung ương là cặp vợ chồng chăm con sinh non. Hai thi thể người trong vụ cháy lớn ở khu nhà trọ sát bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội được xác định là cặp vợ chồng ở tỉnh Phú Thọ có con sinh non đang nằm trong bệnh viện. Sáng ngày 22 tháng 9, ông Đinh Công Hiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết hai nạn nhân trong vụ cháy ở Đê La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội là người dân trên địa bàn thị xã thị trấn Thanh Sơn. Theo ông Hiệp, hai nạn nhân là bà L, 41 tuổi và ông T, 43 tuổi là hai người vợ chồng xuống Hà Nội chăm con, đẻ non. Do cháu bé phải nằm viện trong lồng kính nên hai vợ chồng ra ngoài ở trọ và thay nhau vào bệnh viện chăm con. Hiện tại, phía gia đình nạn nhân đã xuống Hà Nội làm các thủ tục để nhận thi thể, đồng thời vào bệnh viện chăm sóc cháu bé. Ông Hiện cho hay. Trước đó, sáng ngày 22 tháng 9, lãnh đạo Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết, đến tối muộn ngày 21 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể của người hiện tại hiện trường vụ cháy xảy ra vào chiều ngày 17 tháng 9. Hai thi thể này được phát hiện ở khu nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp, 71 tuổi, biệt danh là Hiệp Khùng. Trước đó, như báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 18 giờ chiều ngày 17 tháng 9, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở khu gần khu vực cổng Bệnh viện Nhi Trung ương, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đám cháy sau đó lan nhanh ra các nhà ở mặt đường Đê La Thành. Theo số liệu từ cơ quan chức năng, có 19 căn nhà bị cháy, gồm 31 hộ và 99 nhân khẩu chịu thiệt hại từ vụ hỏa hoạn trên. Nguyên nhân chưa được xác định. Theo lãnh đạo Công an quận Ba Đình, hiện cơ quan điều tra vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ cháy trên để điều tra nguyên nhân và tìm xem còn thi thể nào không. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và 5 lần cắt tóc cho đồng đội Hun Sen. Thủ tướng Hun Sen nói Chủ tịch Trần Đại Quang là một trong hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ tình nguyện Việt Nam trực tiếp chiến đấu với những người đồng chí Campuchia, trong đó có ông để xóa bỏ chế độ diệt chủng Pol Pot. Trân trọng giới thiệu tới độc giả bài viết Thứ Bộ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh về cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Hôm nay, trong buổi trực tiếp, Thượng tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đang thăm và làm việc tại Campuchia, Sendet, Thủ tướng Hun Sen đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến Chủ tịch Trần Đại Quang, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Thủ tướng cũng xúc động dành nhiều lời, thời gian nhắc lại những kỷ niệm không thể nào quên với Chủ tịch. Thủ tướng Hun Sen nói Chủ tịch Trần Đại Quang là một trong hàng vạn, hàng nghìn chiến sĩ tình nguyện Việt Nam trực tiếp chiến đấu, sát vai sát cánh cùng với những người anh em đồng chí Campuchia, trong đó có ông để xóa bỏ nạn diệt chủng Pol Pot và sau đó có những đóng góp to lớn cho công cuộc hồi sinh và phát triển đất nước Campuchia. Campuchia đã mất đi một người bạn tốt. Thủ tướng xúc động kể lại, đã 5 lần ông được Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi còn là đồng đội cắt tóc cho. Tối nay, tại buổi ăn tối thân mật do Đại sứ Pakistan, trưởng ngoại giao đoàn ở Phnom Penh chủ trì để chia tay Đại sứ Trung Quốc Singapore, sắp sang Việt Nam làm đại sứ mới của Trung Quốc, tất cả các đại sứ đã dành một phút mặc niệm cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong bài phát biểu của mình, cả đại sứ Pakistan và đại sứ Trung Quốc đều dành nhiều thời gian nhớ lại Chủ tịch với những tình cảm chân thành và sâu sắc, rất cảm động. Cá nhân của tôi, mặc dù có ít cơ hội trực tiếp phục vụ Chủ tịch nước, kể cả các chuyến công du trước nước ngoài của Chủ tịch, tôi cũng chưa bao giờ thắp tùng, chưa được thắp tùng lần nào, nhưng từ 10 năm nay, lúc nào tôi cũng được Chủ tịch quan tâm. Kỷ niệm hết sức ấn tượng đầu tiên của tôi với Chủ tịch nước Trần Đại Quang là chuyến tham gia đối thoại chính sách cao cấp tháng 10 năm 2009 tại Harvard, Hoa Kỳ. Lúc đó, tôi là vụ trưởng vụ tổng hợp kinh tế, đơn vị chủ trì tổ chức hoạt động trong quan trọng này. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu, trong thành phần đoàn có Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Phó Tổng Giám đốc Viettel Nguyễn Mạnh Hùng và nhiều lãnh đạo cao cấp khác có các bộ ngành. Khi giải lao giữa các giờ thảo luận lang thang trong khuôn viên của Đại học Harvard, anh em trong đoàn thay nhau xếp hàng chờ chụp ảnh riêng với
Thứ trưởng Đại Trần Đại Quang. Ông rất vui và khó chịu khó đứng làm mẫu chụp cùng. Khi kết thúc ở Boston, đoàn chia làm hai, một tháp tùng anh Nguyễn Thiện Nhân đi thăm song phương Hoa Kỳ tới thủ đô Washington, một đoàn về New York và làm việc với phái đoàn tại LHQ. Tôi đang bị bí vì bản thân phải đi theo đoàn anh Nhân, không biết ai cử đoàn đi New York, thì anh Trần Đại Quang bảo em đừng phải nghĩ gì nữa, để đoàn New York anh lo cho. Thế là anh đưa đoàn đi thăm New York rất chu đáo. Kỷ niệm thứ hai liên quan đến việc tổ chức lần đầu tiên một sự kiện của WEF, Đại diễn đoàn Kinh tế Thế giới về Đông Á, tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. Lúc đó là một thách thức lớn đối với ta, vì lần đầu tiên WEF đồng ý cho Việt Nam đăng cai một hội nghị thượng đỉnh khu vực WEF. Trước đó chỉ để Singapore, Malaysia thay nhau đăng cai mà lại muốn địa chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước. Chúng tôi phải cử một nhóm anh chị em vào nằm vùng trong thành phố Hồ Chí Minh. Anh Trần Đại Quang lúc đó là Thứ trưởng Bộ Công an, nhưng biệt phái phụ trách khu vực phía Nam đã hết sức quan tâm và nhiệt tình giúp đỡ Bộ Ngoại giao và nhóm chuyên viên chúng tôi trong công tác tổ chức WEF kể từ diễn đàn tập chữ cháy khách sạn Intercontinental, nơi tổ chức WEF, tới công tác an ninh, thẻ đại viện, bảo vệ. Kỷ niệm thứ ba là sự quan tâm ân cần của anh dành cho tôi khi tôi đi công tác nhiệm kỳ đại sứ quán đầu tiên ở Anh năm 2011-2014. Lúc đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã là Bộ trưởng Công an. Khi xe của tôi chuẩn bị vào đường dẫn lên sảnh bay Hà Nội, Nội Bài, thì anh gọi điện thoại. Em sắp vào sân bay rồi, anh chúc em lên đường may mắn và nhớ rằng lúc nào anh cũng theo dõi và sẵn sàng giúp đỡ. Tôi được đón anh sang London hai lần. Một hôm, chúng tôi nhờ mãi, anh mới đồng ý đi ăn cơm ở nhà hàng Việt K Tre ở Soho. Nhưng ăn xong, anh lại kiên quyết không cho tôi và anh đại sứ quán thanh toán và bảo anh biết ngân hàng của em hạn hẹp, không có thể để chi khoản chiêu đãi này. Trước khi lên đường đi nhận nhiệm vụ ở Campuchia, tôi có thời gian chờ đợi khá lâu. Anh thỉnh thoảng sốt ruột lại hỏi. Anh bảo, trước khi đi qua anh ăn cơm chia tay. Khi tôi chuẩn bị đi, thì anh quá bận nhưng vẫn nhất định thu xếp cho tôi được tới ăn trưa cùng anh ở ngay phủ chủ tịch. Tôi đã ghi lại một trong những post trên Facebook. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang dành cho vinh dự tới chào ông trước khi lên đường và nghe được Chủ tịch kể lại những câu chuyện hào hùng của gần 40 năm về trước. Chỉ một trong sau khi Phnom Penh được giải phóng, ngày 8 tháng 1 năm 1979, ông đã hành quân cùng đồng đội từ thành phố Hồ Chí Minh vào giúp nhân dân Campuchia truy quét tàn quân diệt chủng Khmer Đỏ, những chặng đường chiến sự vượt cầu giữa làn đạn B-40 của quân thù, đến những nỗ lực giúp hồi sinh đất nước tươi đẹp này. Lần cuối tôi được gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang là dịp về nước dự hội nghị ngoại giao 30 tháng 8 vừa qua. Lúc đó sức khỏe Chủ tịch đã suy giảm nhiều, nhưng anh vẫn cố gắng làm việc cho đến những phút cuối cùng. Khi bắt tay, trước khi chúng tôi ra về, Chủ tịch nước Trần Đại Quang còn hứa sẽ cớm sang thăm tại Campuchia. Có lẽ lần đầu năm 2019, sau chuyến thăm Việt Nam của quân quốc, dự kiến cuối năm 2018, xin kính chúc Chủ tịch nước yên nghỉ bình yên. Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người bạn tuyệt vời của Mỹ. Tổng thống Donald Trump trong tuyên bố của mình cho biết ông rất buồn khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần. Thay mặt nhân dân Mỹ, tôi xin gửi lời buồn đến gia đình và Chủ tịch nước và toàn thể nhân dân Việt Nam. Văn phòng thư ký báo chí Nhà Trắng ngày 21 tháng 9 vừa ra tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần. Trong tuyên bố, Tổng thống Donald Trump viết: "Tôi rất buồn khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần. Thay mặt nhân dân Mỹ, tôi xin gửi lời buồn đến gia đình ông và nhân dân Việt Nam." Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một người bạn tuyệt vời của người Mỹ. Ông đã ân cần đón tiếp tôi trong chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử của tôi đến Hà Nội vào tháng 11 năm 2017. Và tôi cảm ơn ông và cam kết về cá nhân ông nằm sâu trong tiềm thức quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam.
Chúng tôi sẽ không quên những đóng góp của ông cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, cũng như tiếng nói của ông cho một Việt Nam đầy tự hào và độc lập trên trường quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert ngày 21 tháng 9 đã có tuyên bố về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Nội dung tuyên bố như sau: Chúng tôi rất buồn khi biết tin Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã từ trần. Chúng tôi gửi lời suy ngẫm cảm thông và lời cầu nguyện đến gia đình ông và nhân dân Việt Nam trong thời khắc khó khăn này. Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người ủng hộ mạnh mẽ quan hệ Mỹ và Việt Nam, giúp đưa quan hệ đối tác song phương lên tầm cao mới trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, có lợi ích chung và mong muốn nhằm chung thúc đẩy hòa bình, hợp tác, thịnh vượng và an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Cùng với gia đình, bạn bè của ông và nhân dân Việt Nam, chúng tôi trân trọng di sản của ông và bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của ông. Chiều ngày 21 tháng 9, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam Danny Reitering đã có tuyên bố về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Thay mặt Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam Danny Reitering gửi lời chia buồn chân thành về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần, bày tỏ lòng cảm thông với gia đình Chủ tịch nước và nhân dân Việt Nam vào thời khắc đau buồn này. Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một trong những người bạn của mối quan hệ Mỹ-Việt Nam. Sự đón tiếp của ông trong sự kiện viếng thăm lịch sử của Tổng thống Donald Trump tới Hà Nội vào tháng 11 năm 2017 đã giúp đưa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam lên tầm cao mới dựa trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, có lợi ích chung và mong muốn nhằm chung thúc đẩy hòa bình, hợp tác, thịnh vượng và an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Đại sứ quán Danny Reitering chia sẻ. Cùng với gia đình và bạn bè của ông cũng như nhân dân Việt Nam, chúng tôi trân trọng di sản của ông để lại và bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của ông, Đại sứ quán trân trọng bày tỏ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mất lúc 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Bệnh viện Trung ương 108 do mắc bệnh hiểm nghèo. Mặc dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa và các lãnh đạo đảng, nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã không qua khỏi.